gạo gì không sao. Mọc đây quá trời. Ủa cây đó cây gì trồng hay là ấy? Cái mọc đó. Ủa qua cái đồ của nó vô. Biết rồi mà đừng nhổ nữa. Nhổ đi. Mẻ nhiều quá rồi quay về nó mẻ vừa tắm mẻ luôn. Thôi. Ở bao nhiêu? Đồ đầy luôn không? Giữ vậy mẫu gì vậy? Vừa nấu không coi gì cũng lưng lưng đây tôi đi cái bức xả. Không được nhiêu người. Mọi người ngựa nhiêu? Ờ, anh chịu rồi, muốn nhà sống dư sức rồi. Nhà sống 500 mua mồi dư sức. Nhà sống 300 rồi, 800 rồi. Cũng 150. Thôi thôi kêu người dùng 200 chơi bia luôn. Thôi chắc khổ. Chắc khổ quá. Trời ơi, dữ quá. Thốt con chùm băm ghê á. Dắt này tự nhiên mưa đâu nó đổ xuống quá trời quá đất các bạn, âm sùm hết trơn. Bây lâu, lâu ơi. Ai mình lấy tiền, con như thiếu mấy trường mà nó được như tiền mà nó đồ vậy. Khùng quá. Nó có lấy cái gì đâu. Cũng còn đây chứ đâu. Khùng quá, có mấy trăm ngàn phải nhiều đủ thiếu vậy đâu mà. Mà lấy nó đấu chết rồi. Mà lấy không chửi được, tao lấy thôi chứ không. Này mình sẽ múc cơm mình làm cơm mẻ các bạn. Đó, múc càng chút thôi nó mình đem vô mình bỏ xả rồi bỏ nước mắm bột ngọt rồi vô nêm cho nó vừa ăn. Đó, bây giờ mình sẽ cho miếng nước mắm vô các bạn. Đó, cho nó có mặn mặn. Rồi, miếng bột ngọt cho vô. Bỏ đường vô nha các bạn. Đó, bỏ đường vô. Rất thôi chứ mấy ông này thì ông không phải ăn ngọt. Nó nhỏ rồi chứ. Nó nhỏ dễ ăn. Những cái này để dính nẹo nẹo này thôi. Ăn chín chắn thôi. Có áo hồng này, có áo hồng không? Hả? Có áo hồng không? Hai. Áo hồng, có áo hồng không? Quên. Em hồi gì bệnh đó chưa? Ông nào có mẻ đi. Bao rồi nè, có mẻ xong rồi đó. Làm xả đi hồi đó, nó sao?